Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Nhà thanh gỗ. Sau đây có mỗi cái PC mới thôi, xanh gỗ à? Đây đây bạn ơi. Thế rồi. Thế rồi ngoài. Mà chạy à? Mà chạy đi em ơi. Wow, chạy đi em ơi, xanh mộ nhà em. Lia. Ok. Thế tôi với ông clear xong được nguyên một team rồi. Gắt à nhà anh em. Anh em đã thấy gắt chưa ạ? Wow. Giống kiểu như là full đồ ấy. Kẹo đổi qua Ska này anh em. Lượm thêm quả bông keo này đấy. Tay súng thì mình còn chưa kịp trang bị nữa. Ok ok đây anh em. Wow, let's go nào mọi người. Đây. Kẹo sức qua phải đang coi và có thêm được túi cứu thương nữa anh em ạ. Bây giờ thì kẹo đã có cho mình được là 4 túi máu rồi nha các bạn ơi. Uầy, ở đây. Các bạn là mình muốn kiếm một cái khẩu súng tiểu liên MP40 nhưng mà nó lại hơi bị khó khăn thì phải anh em ạ. Qua phía này coi. Mong rằng chúng ta sẽ có được một khẩu súng tiểu liên MP40. Không có anh em ơi. Thế nên là kẹo đành phải chơi tạm nha. Ê, hôn nhỉ. Trận này thì mình gặp Team Spoil VN không ơi. Có A Hà này. Với lại có ai nữa nhỉ anh em. Mình không biết. Tôi vừa thấy A Hà kêu mặn anh em. Thế cố gắng clear Team Spoil VN nhá. Có ông ơi. Tên đúng ký tự rồi không ạ? Wow anh em. Gặp cả Mạnh TG cả. Wow đậu xanh. Trận đấu này là một cái trận đấu gọi là giao hữu rất là nhiều YouTuber nha anh em. Wow. Đây anh em. Ghép ngẫu nhiên thôi mà gặp toàn những YouTuber làm về Free Fire anh em ạ. Ai em ơi, cơ bản là có mỗi Ska này là anh kẹo một chiếc Ska thôi. Được cho anh em. Cổng trời có Mạnh TG á, gắt anh em ạ. Thôi kệ anh em ơi, mình sẽ không lên cổng trời không, anh em lại bảo là sĩ kẹo đá lai để đấy anh em ạ. Sẽ chơi một cách rất là nghiêm túc anh em ơi. Tháp đồng hồ đi. Tháp à, đây bạn ơi. Thế mình lấy con xe cái đá, tôi với ông chạy qua tháp ông ơi. Đây gọi là Hồ Nhi ơi. Hey, Hồ Nhi. Okay. Mình đây rồi, ra là có. Wow, đây bạn. Let's go. Mình với bạn sẽ đi săn mạng. Hey you, lên xe. Ok. Lên rồi bạn ơi. Cùng kẹo đi săn mạng nhớ anh em. Đây chúng ta sẽ lượn lờ qua phía tháp đồng hồ con nào anh em. Wow. TAT à, Hà như là Hà fake hả? Thấy tự nhiên có chữ thêm chữ nhé đấy không ạ? Không biết cậu ạ. Chịu. Có thể là hàng fake anh em ơi. Tí nữa nếu mà xem trong đúng quân đoàn thì đúng anh em ạ. Thật sự là mình cũng chẳng quan tâm lắm bởi vì là quan trọng là mình vào lấy game chơi với anh em mà. Chứ còn là mình đâu có cái mục đích đá like đâu anh em. Cái này là ghép ngẫu nhiên mà cậu. Đúng rồi. Tôi với ông vào chơi ghép ngẫu nhiên kiểu rất là bình thường ông ạ. Con bạn này con nào anh em ơi. Wow. Không có gì cả các bạn ơi. Đây bạn ơi, let's go. Trên này có gì không mọi người ơi. Wow. Trên này nó khá là vắng anh em ạ. Và hầu như là mình còn chưa thấy thêm đồ nào nữa cơ. Ok ngon. Đã có được một cái tay súng level 3 nhá anh em. Ơ thì hóa ra con này nó lại vắng thế nhỉ. Tôi kiếm lấy một khẩu súng tiểu liên MP40 cái đã. Đâu? Đây này. Hey you. Bên phải. Đây à? Ok. Ok và kẹo đã có cho mình được ngay một khẩu súng đó là tiểu liên MP40 nhá anh em. Có mỗi duy nhất một cái quả bóng keo thôi. Nghèo thật anh em ạ. Let's go. Có gì vậy ông? Mình cái bàn súng thôi mà. Lấy. Mình có rất nhiều đạn tử liên rồi bạn ơi. Ồ. Cái tay súng level 1 này. Đây còn anh em. Qua phía này coi. Cúp 2 cậu. Cúp 2 á? Mũ 2. Ô bạn ơi, mình có cúp 2 rồi, mũ 2 hả? Mũ 2 mới hả? Mũ ok 2. Ngon. Lúc nãy kiểu mình đang dùng cái mũ 2 nó nát quá cơ. Sẽ lấy cái súng điện. Tí bắn cho đồng đội anh em ạ. Hello anh em. Uầy tặng ác anh ơi. Anh nhớ là anh có làm video tặng ác rồi mà em ơi. Bây giờ tiền đâu nữa mà tặng ác em. Lâu lâu mới tặng ác thôi chứ em. Tiền có phải là mít đâu các bạn. Đúng rồi anh em lại cứ nghĩ tiền là mít nên tôi tặng ác cho anh em suốt ngày à. Không phải, thực ra là kẹo đâu có dích đâu anh em.
Lâu lâu anh em có giục thì tôi mới tặng ác cho anh em thôi. Thế để lâu lâu nhá. Đây con nào mọi người ơi. Mấy hôm rồi thì kẹo like kẹo không có số cam anh em ạ. Thực ra thì hôm nào mình cũng like mà chẳng qua là like hơi trễ thì anh em chắc là anh em đi ngủ hết rồi. Đấy. Nên là anh em không có xem like thôi. Hử? Sao bạn? Đây, mình quăng ngay. Lên xe bạn. Wow, đây bạn đây bạn, đi. Let's go. Chạy đây bạn ơi. Ui, mày đang qua đấy. Ui, tôi lại sợ quá cơ anh em ạ. Ui, mất tất chắc à? Thôi thôi ngay. Hack 100% đã clear được thêm mạng à? À, đây đây. Trận này gặp mạnh TG với lại Hà Hà anh em ạ. Nơi đập đá anh là sao em ơi? Mạnh TG đang đá chim anh. Wow, sợ quá anh em ạ. Đây đây. Sợ đây là bây giờ mình phải chạy này anh em này. Căng. Nào lấy coi anh em. Nó đùa chứ game cho vui mà đâu, mình đâu có ngại chết đâu. Bình thường là tôi đi bán giải toàn bị đai liên tục rồi à, đâu có ngại đâu anh em. Đai thì cho trận mới thôi à. Với mình mọi thứ nó đơn giản lắm anh em ơi. Lấy trận này và chúng ta sẽ có gì đây anh em ơi, đang rất là vàng nhá. Hiện tại thì mình và Lão Nhi đang có mặt ở khu vực khu dân cư. Và chúng ta sẽ chạy lên phía trên cái đá ở ngay thính hướng 75 độ nha mọi người. Chơi cẩn thận nha anh, thì vẫn chơi cẩn thận mà em. Wow. Chưa có ai giảm cả ông ơi. Chạy sẽ cẩn thận. Ừ. Ui. Đây đây bạn ơi. Sao bạn lại... bạn lại dựng xe linh tinh vậy? Ui, Groza bạn ơi. Hi. Lên cậu ơi. Đây bạn ơi. Hey. Đi. Chạy đi bạn ơi. Mình lên xe What đi the cậu. Hell. Đây bạn ơi. Let's go. Cửa này bị lỗ nên là mãi tôi mới lên xe được ông ơi. Mặc trang phục này ngầu mà em. Thế là trận sau thì kẹo sẽ đổ trang phục nha các bạn ơi. Kiếm người khó đây qua phải đây coi anh em ơi. Ừ anh em ạ. Nãy giờ chạy thì mình chưa có thấy ai cơ. Có lẽ là bị vắng hoặc các bạn ấy đang thủ nhà anh em ơi. Wow. Chạy có mấy chỗ này coi anh em ơi. Xem là có gì đây mọi người. Hey. Ở đây nó lại vắng quá. Alo, ở đây có ai không nhỉ? Như vậy là vòng an toàn đang thu lại nhỏ hơn nữa. Và chúng ta nếu muốn kiếm được người thì anh em sẽ chỉ cần là chờ mo thu nhỏ lại thôi. Chắc chắn là sẽ kiếm được thêm những cái thanh niên tiếp theo anh em ơi. 1 kill. Wow, mình cũng vậy, 1 kill bạn ơi. Buồn quá ta. Đậu xanh kiểu chạy mãi không thấy ai cả. Các bạn ấy lại đang đi thủ nhà hết anh em ạ. Thế mới buồn anh em ơi. Trên này, à một cái thình mới ông ơi, chạy qua thình mới nha ông. Ok. Đây, chạy qua thình mới luôn. Mọi hôm là chơi với sát thủ nó sẽ cục xúc lắm anh em ạ, hôm nay chơi đua đây là cảm giác nó bình thường thôi. Đây, có phải nên coi các bạn ơi. Wow. À, à. Kia rồi, đâm nó bạn ơi. What the hell, nốt một rồi nha bạn ơi. Ôi, một đứa ở dưới bạn ơi, một đứa ở dưới. Sao thính bạn ơi, mong nó, rồi, ok, đây bạn ơi. Như vậy là team Scout đã có được 2 mạng nữa anh em ơi. Mỗi người có thể là 1 mạng này. Nhanh lướt đồ các bạn ơi, lướt đồ nhanh để chạy này bạn ơi. Thì đấy tính gì với bạn, ê bạn ơi súng điện này, lượm súng điện này. Thôi, thì đã bật máu cho nhau. Ủa sao vậy? Mình đang quần máu. Sao bạn ơi, đang quần máu á. Lượm súng điện đi bạn. Đâu cậu? Đấy bạn, thấy chưa? Thấy chưa bạn tôi? Okay. Đây, mình sẽ lút thêm một xíu đồ cái đã. Ok anh em ơi, 4x này, lấy chưa? Mình có 4x rồi, lấy đi. Ok bạn, mình có rồi, đi, let's go. Tôi với ông sẽ lại tiếp tục đi săn mạng nhé, hôn nhê, lên xe ông ơi. Còn lại có 12 người chơi nữa ở trong cái ván này anh em ạ, wow. Cố gắng nào anh em ơi. Chỉ có 1 kill thôi cậu, ê trước mặt. Ê, trước mặt à? Đâu, chỗ nào nhảy xe xuống sớm vậy? Cái what the hell Huy Nhi ơi. Bạn đây Huy Nhi ơi. Bạn ăn lẻ hả? Đậu xanh Huy Nhi ơi. What the hell. Đậu xanh Huy Nhi ơi. Ui, như vậy. Ăn lẻ à? Ăn lẻ à bạn ơi, từ bạn ơi. Đây bạn ơi. Mình đây, chỗ nào vậy? Ê, chỗ nó đang ra cứu bạn. Ok, đây, mình cũng qua cứu bạn.
Đây bạn đây, đây bạn đây, từ 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 từ. Đây bạn ơi, chưa có bạn nào này. Ok, hay lắm luôn nhỉ ạ. Yes. Con máu này anh em ơi. Gắt. Con máu nhanh bạn ơi, gắt bình thường mà bạn, đâu có gắt mấy đâu. Mình sợ con máu cái đã. Thật ra mình có súng điện này, mình bắn cho mấy phát này. Ok bạn, đi. Mình full rồi. Ở đây dẫn thêm mấy quả băng keo không ơi, để còn chơi. What the hell, dẫn thêm băng keo này anh em. Ok nhé mọi người. Hôn Nhi ơi, nhanh lên xe không ơi. Tự nhiên nhảy xuống Hôn Nhi lại, muốn chết hả ông? Đi nào anh em ơi. Em bạn đây bạn, nhanh nhanh, mình có 7 túi máu này, nhanh. Tí mình chưa cho. Uầy, thế mà nãy quần máu làm gì để mình lại bắn súng điện cho có phải ngon hay không? Wow. Đây vào trong này mình chưa máu cho này bạn này. Chuẩn bị nhảy xuống nhá. Nhảy xuống ở đây, máu đây. Tôi hai túi này, lượm đi. Đấy, bạn ơi, thấy chưa? Ok, thấy không? Đây bạn xuống điện cho này. Ok ok đi bạn ơi, let's go. Hôn Nhi lên xe, Hôn Nhi ơi. Nhanh nhanh Hôn Nhi. Đi bạn ơi. Đây mình với bạn đi xem lại nhá. Thính bên trên kìa cậu, 150. Thính bên trên á, ok. Lên 150 luôn anh em ơi. Đây đây. Chúng ta sẽ lên rồi. Trên phía cổng trời nhá. Ngoài bo á, thôi kệ, kệ ông ơi. Mình sẽ chạy qua phía khác ngại gì. Ngoài bo anh em ạ. Ngoài bo thì chịu rồi anh em ơi. Bỏ đi, bỏ tính đi, này ngoài bo nhá anh em, bỏ thôi anh em ơi. Bạn đang dùng súng gì vậy Hôn Nhi? AK với M70. Ê, còn mình thì đã có ra với lại M70 luôn. À, có người anh em ơi, có người anh em ơi, đây đây. Wow, có người anh em ơi. Từ từ, lái xe cái đã cẩn thận. Lái xe cẩn thận anh em ơi. Wow, để coi. Chạy đâu rồi vậy các bạn ơi? Ê, chạy nhanh quá nhỉ. Wow. Xuống xe rồi cậu ạ. Xuống xe rồi á? Thật có vậy? Thật. Thôi kệ ông ấy, cứ lận lờ cái nào anh em. Mặc dù bao đã thu khá nhỏ nhưng mà này. Xe của kẹo, à đâu, team của kẹo vẫn chạy xe nha anh em. Đây đây, trước mặt, trước mặt cậu ấy. Đây, ngay phía đây thôi ông ơi. Wow. Quay ở phía xa cũng có team nữa cả. Có vẻ ghê. Chặn đầu xe nó. Đúng rồi, sấy. Xe bắt đây, xe bắt đây, xe bắt đây, xe bắt đây, ok nhá. Quay đậu xanh. Đây đây, mình clear thằng bạn nó luôn. Clear thằng bạn nó luôn này, ok ok. Sĩ kẹo đã clear hà hà. Wow, đậu xanh. Mở vị trí đúng rồi. Ghê vậy. What the hell. Bị mạnh tư cờ clear từng nhắm ơi. Clear mạnh tư cờ ông ơi. Tôi vừa clear hà hà này. Đậu xanh, câu lị vào đúng rồi. Sự tâm ăn cẩn thận ông ơi. Clear mạnh TG. Ui. Ok. Như vậy là team sĩ kẹo đã clear được mạnh TG. Tưởng gớm ghê cỡ nào anh em ơi. Đã bị sĩ kẹo clear rồi nha anh em ơi. Còn mình thì clear được hà hà nhá. Đấy bạn. Chạy đi bạn ơi. Kế tốt một nào. Thế mà anh em cứ thần thánh mạnh TG. Trên xe là hack 100% hả? Đai rồi nha em ơi. Team sĩ kẹo clear mạnh TG và hà hà nhá. Ơ mà tôi tưởng là mạnh TG không chơi cùng với hà hà. What the hell. Hôm nay lại chơi chung với nhau cả. Đây và kẹo sẽ đón chờ Hôn Nhi chơi nha. Ok, còn lại có 4 mạng thôi nhé. Cố gắng chơi kiếm tốt một ông ơi. Còn kẹo đai rồi nha em ơi. Wow bạn ơi. Lúc nãy kiểu là mạnh TG có M79, nghe nói là best M79 mà, nên là kẹo vẫn bị đai anh em ạ. Chạy đi bạn. Cái ông này bắn M79 xuyên được cả đúng rồi. Thế bảo ông này bắn ghê quá. Ừ đúng mà, tôi thấy quả dựng tấm ăn kín rồi nhưng mà sĩ kẹo vẫn bị đai anh em ạ. Đây các bạn phải nói là tuổi gì Hôn Nhi chứ. Xin kẹo đai rồi bà anh em. Đây kia đi bạn. Ok hay lắm. Tuyệt vời. Như vậy Hôn Nhi đã có cho mình được mạng thứ 4 và ông ơi, trên tầng có người này. À ngay đấy. Móc nó, chặn lại móc nó. Ok, hay lắm Hôn Nhi ạ. Ok, Hôn Nhi đã có cho mình được mạng thứ 5 này. Có hai đến nữa ông ơi. Nhanh dựng bom keo một lúc đồ ông ơi cho nó an toàn này. Hết bom keo đây, rồi nhé. À, người yêu mà. What the hell. Thế mạnh TG yêu Hà Hà từ khi nào vậy anh em? Như này thì gắt rồi anh em ạ, thật sự là mình không biết nữa cơ. Đây là những cái thông tin mà ngày hôm nay anh em nói cho kẹo thì kẹo mới biết đấy nha anh em. Uầy. Đây các bạn ơi. Rồi nha, còn hai đứa nữa ông ơi, cẩn thận gái ông ơi. Cẩn thận để kiếm tới một nó anh em. Ném bom sao súng được, wow. Đây đây bạn đây, kêu nó. Uầy, nó móc lốp bạn kìa, chạy mừng lại. Uầy, nó lại móc lốp lại, what the hell. Cái đậu xanh, xanh mộ rồi. Ơ, hai đứa còn lại vẫn các team nhau không ạ? Ok. Như vậy là ngày hôm nay thì team của kẹo đã phải dừng lại top 10 đây anh em. Top 3 thì phải anh em ạ. Wow, sĩ kẹo 5 kill, Hôn Nhi 10 kill. Ok. 5 kill,
Đâu đâu, quên quên ông ạ, tổng cả là 7 kill, kẹo tính nhầm, đấy đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.